phường Phú Đông, làng biển câu cá ngừ lớn nhất tỉnh Phú Yên. Ngư dân dành cả 3 ngày của tháng 3 âm lịch để làm lễ hội cầu ngư. Lễ nghinh ông được ban lạch tổ chức trong ngày đầu tiên bằng việc rước ông và các thủy thần về lan an vị. Và ngày thứ hai, làng biển càng thêm rộn ràng. Ở đây các nghi thức cúng cá ông, một vị thần đã có công giúp đỡ ngư dân trong công việc trên bờ và những lúc gặp nạn trên biển diễn ra trang trọng. Mong chờ lắm. Ê, tới tháng 3 là cứ mọi thuyền viên, mọi cái ngư dân đấy cứ chuẩn bị. Ê, anh nhà tới đóng 5 triệu là đóng 5 triệu, mà triệu rưỡi là triệu rưỡi để mà cầu chúc cho trong cái ngư dân đấy nó được làm ăn được khấm khá, được ấm no hạnh phúc. Có thể nói lễ hội cầu ngư là lễ hội thu hút đông đảo người dân làng biển nhất trong năm. Vì thế những ngày của tháng 3 âm lịch, từ những người già nhất đến những đứa trẻ trong làng cũng có mặt ở lăng để chứng kiến các nghi lễ đặc biệt của làng biển mình. Nếu như phần lễ thể hiện sự trang nghiêm, thì phần hội là dịp để ngư dân vui chơi và thưởng thức các loại hình văn hóa dân gian. Đặc biệt trong lễ hội cầu ngư không thể thiếu nghệ thuật truyền thống hát bội. Ngày lễ thì bà con là rất là háo hức, thì tụi em cũng rất là vui khi là bà con là giữ được cái bản sắc văn hóa để đưa cái bộ môn nghệ thuật tuồng càng ngày càng cho người ta biết tới nhiều hơn. Hồi xưa giờ đây là nó như vậy rồi thì cũng mong tới ngày này để cho đủ bà con đi biển vô thì vui vẻ đoàn kết chứ. Dọc các địa phương ven biển của Phú Yên có 41 lăng ông, và nơi nào có lăng ông thì nơi đó đều tổ chức lễ hội cầu ngư. Và lễ hội cầu ngư chính là hoạt động văn hóa không những làm tăng tinh thần đoàn kết cộng đồng mà còn củng cố niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho những ngư dân ngày đêm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.